Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC 14. Chương trình ngày hôm nay 12 tháng 12 năm 2012 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hàng trăm người ngủ ngoài đường suốt đêm để chờ mua điện thoại giảm giá. Phản ánh của khán giả Trần Việt Hoàng, sinh viên Đại học Ngoại thương cơ sở 2 với số điện thoại 090 với 3 số cuối là 079. Xe tải bị lật khiến xa lộ Hà Nội tắc đường hơn 10 km. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thành Văn, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với số điện thoại 092 với 3 số cuối là 980. Người đi đường vô cảm trước tai nạn giao thông. Phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Trung ở xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Dây điện trang ngang sông Tam Giang gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông đường thủy. Phản ánh của khán giả Nhật Dương từ số điện thoại 091-0168 với 3 số cuối là 914. Nước sạch sinh hoạt đỏ như nước sông Hồng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Tuấn Minh, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trồng rau sạch tại gia đình, xu hướng mới của các bà nội trợ. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thanh Tú từ số điện thoại 0945 với 3 số cuối là 834. Hoa đào nở sớm, người mừng kẻ lo. Chia sẻ của khán giả Phạm Lệ Chi ở đường Độ Nhân, quận Ba Đình, Hà Nội với số điện thoại 0124 với 3 số cuối là 689. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 11 tháng 12 vừa qua, hàng trăm người, chủ yếu là các bạn trẻ đã xếp hàng dài tại cổng trung tâm thương mại Vincom, thành phố Hồ Chí Minh, đợi tham dự chương trình khuyến mãi của một hãng điện thoại. Để có cơ hội mua điện thoại giá rẻ, nhiều bạn trẻ đã thức suốt đêm. Đây là nội dung phản ánh của khán giả Trần Việt Hoàng, sinh viên Đại học Ngoại thương cơ sở 2 với số điện thoại 090 với 3 số cuối là 079. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhân dịp khai trương sáng ngày 12 tháng 12, cửa hàng điện thoại BlackBerry tại trung tâm thương mại Vincom A, thành phố Hồ Chí Minh đã tung ra chương trình khuyến mãi 50% trên đơn giá bán cho 200 khách hàng đầu tiên mua điện thoại của hãng. Ngay từ tối, hàng trăm bạn trẻ đã xếp hàng ở phía ngoài của tòa nhà Vincom. Tuy tập trung khá đông người, nhưng các bạn vẫn xếp hàng rất trật tự và kiên nhẫn. Nhiều người còn cẩn thận mang cả chăn gối rồi áo khoác, thực phẩm dự trữ để chờ suốt đêm. Nhiều gánh hàng rong nhanh chóng nắm bắt thông tin và hoạt động khá mạnh tại đây. Đội bảo vệ cũng phải thay nhau trực cho đến sáng để đảm bảo trật tự. Theo chia sẻ của khán giả Trần Việt Hoàng, thì đây là cơ hội hiếm hoi để những fan hâm mộ dòng điện thoại BlackBerry có thể mua được những sản phẩm mới chỉ với nửa giá tiền niêm yết. Chính vì sự giảm giá khá mạnh tay này mà có hàng trăm người đã sẵn sàng xếp hàng chờ đợi suốt đêm tại trung tâm thương mại Vincom, thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả Trần Việt Hoàng cũng cho biết thêm, tuy có rất đông người đứng xếp hàng chờ đăng ký, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, làm mất an ninh trật tự. Thưa quý vị, tắc đường trong nhiều giờ đồng hồ, dòng phương tiện kéo dài hơn 10 km tại xa lộ Hà Nội vào sáng ngày 12 tháng 12 là nội dung phản ánh của khán giả Nguyễn Thành Văn, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với số điện thoại 092 với 3 số cuối là 980. Theo anh Văn, nguyên nhân của tình trạng trên là do trước đó một chiếc xe container đã bị lật nhưng không được giải quyết kịp thời. Nguyên nhân của tình trạng tắc đường được xác định là do chiếc xe tải loại 8 tấn chở cá đông lạnh mang biển kiểm soát 65K2878 bị lật, chắn ngang đường. Khi đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội, đến đoạn trạm xăng dầu Tân Vạn thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do tông vào giải phân cách nên chiếc xe chao đảo rồi lật nhào, nằm chắn ngang đường. Tuy nhiên, sự cố này không được lực lượng chức năng giải quyết kịp thời, lại xảy ra đúng vào tuyến đường đang thi công, mặt đường khá hẹp
nên đến đầu giờ cao điểm sáng đã gây nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Các dòng phương tiện kéo dài hơn 10 km từ điểm tai nạn đến nút giao thông ngã tư Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thành Văn thì tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 12 tháng 12. Chiếc xe bị lật, nằm chắn ngang đường và toàn bộ số hàng hóa trên xe cùng dầu nhớt đổ tràn khắp mặt đường của xa lộ Hà Nội. Vụ tai nạn xảy ra từ sáng sớm, tuy nhiên đến sáng vẫn chưa được lực lượng chức năng giải quyết, giải phóng hiện trường nên vào giờ cao điểm đầu giờ sáng, các dòng phương tiện đã kẹt cứng. Lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, công an phường Bình An dù đã tăng cường quân số có mặt tại hiện trường và ở các giao lộ điều tiết phân luồng giao thông, nhưng do áp lực phương tiện quá nhiều nên tình trạng kẹt xe mỗi lúc càng nghiêm trọng. Tổ xử lý tai nạn giao thông thị xã Dĩ An cũng đã điều động hai xe chuyên dùng đến di rời chiếc xe tải bị hư hỏng nặng và hàng hóa vào trong tạm giải tỏa giao thông. Tuy nhiên hàng trong xe đông lạnh khá nặng nên trong lúc nâng lên, cáp kéo của xe cứu hộ bị đứt rời. Lúc này, chiếc xe tải bị lật mới chỉ di rời được vào sát lề đường. Đến 9 giờ cùng ngày, dù hiện trường sự cố lật xe đã được giải tỏa, nhưng hàng vạn phương tiện vẫn xếp hàng dài, lưu thông khó khăn trên xa lộ Hà Nội. Khán giả Nguyễn Thành Văn cũng cho biết vào sáng nay, anh đi làm từ 6 giờ sáng, tuy nhiên mãi đến 8 giờ thì mới rẽ qua được 6 km. Khó chịu bởi mùi xăng xe nóng nực và muộn giờ làm, sự việc đã khiến anh Văn cùng nhiều người đi đường rất bức xúc. Theo anh, nếu cơ quan chức năng kịp thời giải quyết sớm vụ tai nạn thì đến sáng, hiện trường đã được giải tỏa và tình trạng kẹt xe nghiêm trọng đã không xảy ra. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Trung ở xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Anh Trung đã gửi tới chương trình đoạn clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 21. Tuy nhiên, điều mà khán giả này muốn đề cập tới chính là sự thờ ơ, vô cảm của người đi đường. Nhiều người đã bỏ đi, từ chối giúp đỡ người bị nạn. Đây là hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào 14 giờ chiều ngày 11 tháng 12 tại km 8+300, quốc lộ 21, đoạn gần khu du lịch Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Sau khi va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30K8853, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 33L66159 bị thương nặng và ngất tại hiện trường. Do ở gần khu dân cư nên rất nhiều người dân xung quanh cùng người đi đường tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Tuy nhiên, trong khi người dân dùng mọi cách nhờ một trong những chiếc ô tô đi qua để đưa nạn nhân đi cấp cứu thì không một chiếc xe nào dừng lại. Thậm chí, khi có sự xuất hiện của một chiếc ô tô biển xanh, nhưng họ chỉ nhận được những cái lắc đầu của người tài xế và người này nhanh chóng nhấn ga cho xe chạy đi. Phải đến hơn nửa tiếng sau, một lái xe taxi tốt bụng dừng lại, nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu. Phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Trung thì vào 14 giờ chiều ngày 11 tháng 12, khi đi trên quốc lộ 21, anh tình cờ chứng kiến sự việc nêu trên. Do không làm chủ tốc độ và đi lấn đường nên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 33L66159 đã lao vào ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30K8853. Do bị thương khá nặng nên nạn nhân nằm bất động, xe máy nằm cách đó một quãng. Nhưng điều đáng buồn là khi vụ tai nạn xảy ra, có rất nhiều ô tô đi qua mà không một chiếc xe nào dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trong đó có một chiếc xe ô tô biển xanh mang biển kiểm soát 80B, nhưng người lái xe vẫn vô tình cho chiếc xe đi qua. Phải sau 30 phút, khi người lái xe taxi tự nguyện dừng lại, người bị nạn mới được đưa đi cấp cứu. Gửi phản ánh tới chương trình, khán giả Quang Trung muốn nói tới căn bệnh vô cảm. Việc chứng kiến cảnh người bị tai nạn giao thông nằm bất tỉnh ngay giữa đường phố, nhưng hiếm có người dừng lại tìm hiểu nguyên nhân và cứu giúp người bị nạn. Sự thờ ơ, vô cảm với nỗi đau của người khác dường như trở thành chuyện bình thường. Thực tế cho thấy, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông chỉ vì sự chậm trễ trong việc cấp cứu mà dẫn tới tử vong cho nạn nhân. Khán giả Quang Trung cũng muốn bày tỏ ý kiến chủ quan của mình. Mỗi người dân, khi chứng kiến những trường hợp tương tự,
hãy vì lương tâm, trách nhiệm công dân mà cố gắng cứu giúp người bị nạn. Bên cạnh đó, những gia đình có người bị nạn cũng cần bình tĩnh tránh làm ảnh hưởng tới những người đi đường. Có như thế, mọi người sẽ có những hành động đúng đắn, lên án thái độ vô cảm. Coi việc hỗ trợ, kêu gọi hỗ trợ cũng như việc cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan chức năng trong những vụ tai nạn giao thông là trách nhiệm của mỗi cá nhân và tổ chức. Hiện nay trên dòng Tam Giang đoạn chảy qua địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, có một vài hộ dân trăng dây điện bắc ngang qua sông để kéo điện phục vụ việc canh tác nông sản bên kia bờ sông. Khán giả Nhật Dương từ số điện thoại 0168 với 3 số cuối là 914 đã ghi lại một số hình ảnh về sự việc này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sông Tam Giang, đoạn chảy qua địa phận thị xã Sông Cầu. Rất nhiều sợi dây điện được trang ngang sông, vắt từ bờ bên này sang bờ bên kia. Mặc dù tại mỗi bên, người dân đều dựng một cột gỗ để nâng dây điện lên cao. Tuy nhiên, do lòng sông khá rộng nên đoạn giữa dây điện vẫn trùng xuống, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao đối với các phương tiện giao thông đường thủy chạy qua khu vực này. Khán giả Nhật Dương cho biết, đoạn clip trên được anh thực hiện tại khu vực bờ kè chống sói mòn của sông Tam Giang trên địa bàn thị xã Sông Cầu. Số dây điện trên là do một số hộ dân sống ven khu vực bờ kè này bắc qua nhằm phục vụ việc canh tác, tưới tiêu cho cây trồng ở phía bên kia sông. Theo khán giả Nhật Dương, thì dù tại mỗi điểm bên bờ kè, người dân đã dựng cọc để nâng cao những sợi dây điện. Tuy nhiên, do lòng sông quá rộng nên đến đoạn giữa các sợi dây điện này đều bị võng xuống, có thể gây tai nạn cho các tàu phà khi đi qua đoạn này. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Nhật Dương mong muốn người dân nên tìm cách khác để đưa điện sang bên kia sông, trả lại hành lang an toàn cho các phương tiện giao thông đường thủy. Thưa quý vị, khán giả Nguyễn Tuấn Ninh hiện đang trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, anh cũng như nhiều hộ dân sống tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên rất bức xúc về việc công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên cung cấp nước sinh hoạt kém chất lượng cho người dân sử dụng. Sau đây là đoạn clip được khán giả Tuấn Ninh gửi về cho chương trình. Đoạn clip này được khán giả Tuấn Ninh thực hiện vào trưa ngày 11 tháng 12 vừa qua. Khi mở vòi chuẩn bị lấy nước phục vụ cho sinh hoạt, anh đã rất bất ngờ khi thấy dòng nước đỏ quạch chảy ra từ ống dẫn. Càng chảy, dòng nước càng có màu đục hơn. Thậm chí khi đã hứng cả đầy xô nước, tình trạng vẫn không khả quan hơn chút nào. Trong thư gửi về cho chương trình, khán giả Tuấn Ninh đã ví, nước sạch mà công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên cung cấp cho các hộ dân ở phường Trương Vương sử dụng hiện nay không khác gì nước sông Hồng mùa lũ. Cũng theo anh Tuấn Ninh, thì gia đình anh thường sử dụng nước trực tiếp từ hệ thống ống dẫn chung của cả phường, chứ không thông qua một thiết bị dự trữ nước nào cả, nên có thể loại trừ khả năng do thiết bị dự trữ nước cáu bẩn. Được biết, một tháng vài lần, người dân phường Trương Vương lại được phục vụ một đợt nước sạch có chất lượng kém như vậy. Vì không có giếng khoan, cũng không có giếng khơi, nên các hộ dân tại phường này thường phải tự hứng nước, chờ lắng đọng, sau đó dùng phèn chua xử lý để sử dụng, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Gửi thư về chương trình, khán giả Tuấn Ninh bày tỏ bức xúc.
Hàng tháng, người dân chúng tôi vẫn nộp tiền nước sinh hoạt đầy đủ, vậy mà lại phải sử dụng một thứ nước kém chất lượng đến như vậy. Việc cung cấp nước sinh hoạt kém chất lượng không chỉ khiến cho các hộ dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, mà rất nhiều thiết bị vệ sinh, cơ sở vật chất của gia đình bị hoen ố theo. Rất mong công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên xem xét lại chất lượng phục vụ khách hàng, cung cấp nước sạch cho người dân phải đúng với tên gọi của nó. Thưa quý vị và các bạn, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ gửi công văn đến công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên đề nghị xác minh làm rõ. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi trong các chương trình tiếp theo. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ mà khán giả cả nước đã gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904881414 và email gocnhinkhansa@vtc.vn. Khán giả Nguyễn Quốc Giáp từ địa chỉ email nguyenquocgiap@vnm.yahoo.com.vn cho biết, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12, trên đường DT741, đoạn chạy qua xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ lật xe tải. Chiếc xe tải gặp nạn mang biển kiểm soát 61N4181 chở đầy gốc cây cao su trên đường lưu thông từ chùa Minh Đức về hướng thị xã Đồng Xoài đã bị lật nghiêng sang một bên. Nguyên nhân có thể là do xe chở quá trọng tải. Vụ tai nạn xảy ra không gây thiệt hại về người, chiếc xe cũng chỉ bị hư hại nhẹ. Ngay sau đó thì lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Khán giả từ số điện thoại 0168 với 3 số cuối là 205 cho biết, vào chiều ngày 10 tháng 12, sau khi tan học, hai nhóm nữ sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Trường Trung học Phổ thông Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, do có mâu thuẫn từ trước nên đã hẹn nhau giải quyết bằng vũ lực. Nhưng do có nguồn tin báo, lực lượng công an xã Bắc Hưng đã kịp thời đến ngăn chặn và đưa hai nhóm học sinh trên về trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã viết kiểm điểm. Việc nữ sinh hỗn chiến lâu nay diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả từ số điện thoại trên mong muốn các bậc phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, phát hiện kịp thời những biểu hiện bất thường của con em mình để kịp thời ngăn chặn và có hướng uốn nắn giáo dục cho hợp lý. Khán giả Nguyễn Thanh Hiếu từ số điện thoại 0937 với 3 số cuối là 588 cho biết, trong một lần lưu thông trên đường, anh đã ghi lại được cảnh một đồng chí công an không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đây là đoạn clip mà anh Hiếu đã ghi lại được trên tuyến đường trung tâm huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội, ngay trước cửa đồn công an khu vực Kim Anh. Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm đi trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29Z8-2245. Theo anh Hiếu thì khi đó trên đường có đến 3 chốt chặn của cảnh sát giao thông, nhưng không có chốt nào chặn người điều khiển chiếc xe trên lại để xử phạt. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Thanh Hiếu mong muốn các lực lượng an ninh nên là người đầu tiên tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn giao thông. Có như vậy mới đủ tư cách đòi hỏi người dân chấp hành theo các quy định. Khán giả Nguyễn Thanh Hùng có địa chỉ email thanhhungvna@gmail.com cho biết, Trung tâm sách huyện Thanh Trì, Hà Nội được khởi công xây dựng từ năm 2006 do Công ty Phát hành sách Hà Nội. Nay là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách và Thương mại Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng số vốn lên tới 30 tỷ đồng. Dự án nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân địa phương, bao gồm các hạng mục như kho xuất bản, phòng làm việc, phòng đọc và các hạng mục phụ trợ khác. Tuy nhiên đến nay, công trình mới hoàn thiện giải phóng mặt bằng, san nền và xây tường rào bao quanh rồi ngưng thi công. Hiện nay cả khu đất rộng gần 3.000 m2 này đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm và hết sức lãng phí. Khán giả Trần Văn Bình trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cầu Thạnh Đức nối liền giữa thôn Làng Cá với thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đang bị xuống cấp. Nhiều lan can cầu bị gãy, trơ khung sắt, mỗi khi xe tải chạy qua là cầu lại rung lắc. Mặt khác, nhiều ngư dân còn buộc lồng cá hoặc buộc tàu đánh cá vào thành cầu, nên nguy cơ hư hỏng ngày càng lớn hơn. Được biết, nhiều lần địa phương đã phối hợp với đồn biên phòng xử lý việc ngư dân đeo buộc tàu cá, lồng cá vào thành cầu, nhưng nhiều ngư dân vẫn vi phạm. Đề nghị công an xã Phổ Thạnh cần có những biện pháp xử lý nghiêm để tình trạng neo đậu tàu thuyền vào thành cầu không còn tái diễn. Trước tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng phức tạp, nhiều gia đình đã chuyển hướng sang tự trồng rau sạch để sử dụng. Phương pháp được nhiều bà nội trợ ở thành phố lựa chọn nhất đó là trồng rau thủy canh. Bởi cách làm này vừa không tốn diện tích, vừa sạch sẽ lại cho thu hoạch khá tốt. Sau đây là đoạn clip chia sẻ về xu hướng trồng rau sạch nêu trên. Clip do khán giả Nguyễn Thanh Tú có số điện thoại 0945 với 3 số cuối là 834 chia sẻ cùng chương trình. Một vườn rau như thế này là niềm mơ ước của không ít bà nội trợ ở thành phố hiện nay.
rau được trồng theo phương pháp thủy sinh trên một dàn kim loại được thiết kế sẵn. Các loại rau được trồng đều là những loại khá phổ biến như rau cải, rau muống, rau thơm. Những loại cây này được gieo trồng từ hạt hoặc có thể mua trực tiếp cây con. Việc trồng cây theo cách này thường ít khi gặp phải sâu bệnh, lại không phải chăm bẵm nhiều nên được rất nhiều người ưa chuộng. Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Nguyễn Thanh Tú cho biết, việc trồng rau bằng phương pháp thủy canh đúng như tên gọi của nó. Đó là phương pháp trồng thực vật không cần dùng đến đất, mà dùng dung dịch chứa chất dinh dưỡng. Có hai phương thức trồng rau thủy canh. Loại thứ nhất là thủy canh động, tức là dùng dung dịch được luân chuyển trong các đường ống để cung cấp dinh dưỡng cho cây. Loại thứ hai là thủy canh tĩnh. Các loại cây được trồng trên những giá thể trơ, thường là đá núi lửa. Nhiều bà nội trợ thường lựa chọn cách thủy canh tĩnh bởi nó đơn giản mà lại dễ sử dụng. Thông thường, thân cây được giữ chặt trên dàn thủy canh bằng các loại giá thể như là sơ dừa, vỏ trấu. Những giá thể này là trộm bám cho rễ cây, giúp cây giữ được thăng bằng trên dàn. Thay vì tiếp dung dịch vào đường ống như phương pháp thủy canh động, người trồng chỉ cần nhỏ dung dịch pha sẵn vào cây rau mỗi ngày. Các loại dung dịch này có thể mua sẵn tại những công ty chuyên cung cấp thiết bị trồng rau thủy canh. Cũng theo chị Thanh Tú, thì giá lắp đặt một dàn trồng rau thủy canh vẫn còn khá cao so với mức sống của đại bộ phận người dân. Tuy nhiên, việc ngày càng có nhiều người trồng rau bằng phương pháp thủy canh để phục vụ cho nhu cầu của gia đình đã mở ra một hướng đi mới, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa tạo ra những bảng xanh có ích cho môi trường. Thưa quý vị, còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng một số cây đào ở vườn đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã nở hoa rực rỡ. Đây là một hiện tượng thú vị mang không khí Tết đến sớm cho Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Khán giả Phạm Lệ Chi ở đường Đội Nhân, quận Ba Đình, Hà Nội với số điện thoại 0124 với 3 số cuối là 689 đã gửi tới chương trình một số hình ảnh hoa đào Nhật Tân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những ngày gần đây, nhiều cây đào ở vườn đào Nhật Tân, Hà Nội đã bắt đầu nở rộ. Mặc dù đã trong giai đoạn tuốt lá chờ đến Tết âm lịch, nhưng nhiều cây hoa đã nở bung như đúng vụ. Nhiều chủ vườn đào lo lắng vì sự thất thường của thời tiết làm ảnh hưởng đến tốc độ ra hoa bất thường. Đào ra hoa sớm, khách du lịch tỏ ra thích thú bởi không khí Tết Nguyên đán dường như đã cận kề. Tuy nhiên, đối với người trồng đào thì đó là dấu hiệu của mùa thất thu. Phản ánh của khán giả Phạm Lệ Chi thì tại thời điểm này, nhiều vườn đào ở Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã đơm hoa thắm sắc, mặc dù còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Việc này khiến nhiều bạn trẻ vô cùng thích thú và thường xuyên rủ nhau đến đây để chụp hình. Trái lại, đối với những người trồng đào, việc này báo hiệu một vụ mùa không thuận lợi. Khác hẳn với thời tiết năm ngoái rét đậm, rét hại vào dịp cuối năm, người trồng đào thường phải thắp điện ủ ấm cả ngày lẫn đêm để hoa nở đúng Tết. Thì năm nay thời tiết lại ấm áp thuận lợi để đào phát triển và ra hoa sớm. Bên cạnh đó, cũng do tâm lý lo thời tiết rét đậm tái diễn như năm trước, năm nay một số chủ vườn đã bắt đầu tuốt lá đào trước nửa tháng nên gặp thời tiết nắng ấm, đào bung nụ và nở hoa. Chị Chi cũng cho biết, để khắc phục tình trạng này, một số chủ vườn phải thuê nhân công tỉa bớt hoa, đào gốc và đưa cây vào chậu, vặt bỏ lộc xanh để ghim hàng chờ Tết. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong ngày hôm nay. Vào tối ngày 11 tháng 12, hàng trăm người, chủ yếu là các bạn trẻ, đã xếp hàng dài tại cổng trung tâm thương mại Vincom, thành phố Hồ Chí Minh để đợi tham dự chương trình khuyến mãi của hãng điện thoại BlackBerry.
Đây là cơ hội hiếm hoi để những fan hâm mộ dòng điện thoại BlackBerry có thể mua được những sản phẩm mới chỉ với nửa giá tiền niêm yết. Phản ánh của khán giả Trần Việt Hoàng, sinh viên Đại học Ngoại thương, cơ sở 2, từ số điện thoại 090 và 3 số cuối 079. Và sáng ngày 12 tháng 12, một vụ tắc đường nghiêm trọng kéo dài hơn 10 km trong suốt nhiều giờ đã xảy ra trên xa lộ Hà Nội theo hướng thành phố Hồ Chí Minh ra Đồng Nai, khiến nhiều người đi đường bức xúc. Nguyên nhân của tình trạng trên là do trước đó một chiếc xe đã bị lật nhưng không được giải quyết kịp thời. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thành Văn trú tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh từ số điện thoại 092 và 3 số cuối 980. Vào chiều ngày 11 tháng 12 tại km 8+300 trên quốc lộ 21, đoạn gần khu du lịch Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ. Sau khi tiến hành sơ cứu, nhưng người dân không thể kêu gọi sự hỗ trợ của người đi đường. Những dòng phương tiện đều lướt qua. Chỉ tới khi có một chiếc taxi tình nguyện dừng lại, người bị nạn mới được đưa đi cấp cứu. Phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Trung ở xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, trên dòng Tam Giang, đoạn chảy qua địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, có một vài hộ dân trang dây điện bắc ngang sông để kéo điện phục vụ việc canh tác nông sản bên kia bờ sông. Phản ánh của khán giả Nhật Dương từ số điện thoại 0168 và 3 số cuối là 914. Nhiều hộ dân sống tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên rất bức xúc về việc công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên cung cấp nước sinh hoạt kém chất lượng cho người dân sử dụng. Mỗi tháng vài lần, nước chảy ra trực tiếp từ đường dẫn của công ty này lại có màu đỏ giống như nước sông Hồng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Tuấn Ninh, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trước tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng phức tạp, nhiều gia đình đã chuyển hướng sang tự trồng rau sạch để sử dụng. Phương pháp được nhiều bà nội trợ ở thành phố lựa chọn nhất đó là trồng rau thủy canh. Bởi cách làm này vừa không tốn diện tích, vừa sạch sẽ, lại cho thu hoạch khá tốt. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thanh Tú từ số điện thoại 0945 và 3 số cuối 834. Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng một số cây đào ở vườn đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã nở hoa rực rỡ. Đây là một hiện tượng thú vị, mang không khí Tết đến sớm cho Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Tuy nhiên, đối với những người trồng đào, việc này báo hiệu một vụ mùa không thuận lợi. Chia sẻ của khán giả Phạm Lệ Chi ở đường Đội Nhân, quận Ba Đình, Hà Nội, số điện thoại 0124 và 3 số cuối 689. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay cùng chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi ngành clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiến liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.